Chào các bạn nha. Hiện nay mình đang có mặt tại xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến một cái địa danh có ý nghĩa lịch sử rất là to lớn đối với đấy của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là đồi Nà Pậu, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn. Nơi đây được biết đến là một trong 6 di tích lịch sử thuộc vùng ATK Chợ Đồn. Trung ương Đảng đã làm hầm này, dựng lán để Bác Hồ làm việc đầu những năm 1951. Các bạn hãy theo chân mình khám phá xem nơi đây để biết được khu vực nơi đây tại sao đã được chọn làm là một trong những an toàn khu trong những năm 1951 nha. Nên đọc cái bố nè. Lịch sử cấp quốc gia đồi Nà Pậu, nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu năm 1951. Mấy nơi Bác Hồ làm việc đấy. Như các bạn đã thấy thì địa thế ở cái khu vực nơi đây khá là hiểm trở. Phong thủy về đằng trước, cái quả đồi là một cái cánh đồng rất là rộng. Thì ngay trên đỉnh đồi ta có thể là nhìn thấy hết cái toàn cảnh ở phía trước. Còn phía sau quả đồi này thì là có một cái con suối nhá. Con suối thì nơi mà Bác Hồ là thường tắm giặt này, câu cá, sinh hoạt. Bác Hồ ấy thường chọn những cái địa điểm mà gần những cái con suối. Như theo mình thấy rất là nhiều địa điểm luôn thì Bác ở là gần những con suối. Nơi đây như mình thấy cũng có người đến chăm sóc thát dọn cỏ thường xuyên, cho nên là rất sạch, quang đãng và rất là đẹp. Khi các bạn vào nơi đây, trước mặt chúng ta sẽ là một cái đài tưởng niệm để thắp hương. Ở ngay phía sau có hai chiếc lán. Chiếc lán đầu tiên sẽ là chiếc lán nơi mà các cái chiến sĩ cảnh vệ làm nhiệm vụ bảo vệ Bác cũng như là bảo vệ cái khu vực nơi đây, nơi ở của các chiến sĩ cảnh vệ. Phía sau sẽ là cái lán của Bác Hồ
nơi bác làm việc. Địa điểm lán trại nơi đây là chứng kiến rất là nhiều cái sự kiện cũng khá là quan trọng của đất nước trong những đầu năm 1951. Khi các bạn đi trên đường 254 mà đường đi chợ đồn Thái Nguyên qua Định Hóa thì các bạn có thể lên thắp hương để tưởng niệm cho các Hồ và các chiến sĩ ở nơi đây nhé. Bởi vì nó ngay nằm ngay sát gần đường luôn ạ. Tiếp theo mình sẽ đưa các bạn đến khu vực có con suối nhé, nơi mà bác Hồ thường câu cá, tắm giặt. Như mình thấy thì bác Hồ chọn những cái địa điểm rất là đẹp, địa điểm gần những con suối này, gần những nơi để tự cung tự cấp lương thực thực phẩm mà không cần nguồn cung ứng từ ngoài. Đi tắm không? Tắm. Mặc quần áo đâu? Con. Tí trượt xuống đấy. Trượt xuống đấy. Nhìn lên lên kia kìa. Một là xuống dưới này, hai lên trên kia. Đây. Hôm nay các bạn đã đồng hành cùng mình để đi thăm cái khu di tích lịch sử cấp quốc gia đồi Nà Pậu. Mình mong các bạn đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nhé. Chào các bạn nhé.